bí ẩn những công trình khổng lồ của người tiền sử. Một trong những điều kỳ bí nhất của người tiền sử là khả năng làm việc với những khối đá có kích thước khổng lồ một cách dễ dàng. Vào thời mà theo sách giáo khoa không thể có những thiết bị khoa học và công cụ máy móc hiện đại hỗ trợ cho việc xây dựng. Điều đó đã cho thấy sự tồn tại của những chủng người phát triển, chứ tỏ rằng họ là ai đó chứ không phải là những người tiền sử săn bắn hái lượng sống trong hang đá như trong tưởng tượng của chúng ta. Đây đều là những ngôi đền được xây dựng hàng trăm hay thậm chí cả ngàn năm trước nhưng lại yêu cầu kỹ thuật xây dựng hiện đại mới có thể làm được. 1. Đền thờ Jupiter, thành phố cổ xưa, tại thị trấn Ba An -E của Liban, ở độ cao 150 m so với mực nước biển, tọa lạc tàn tích những ngôi đền vĩ đại lớn nhất thế giới. Kỳ lạ thay, không ai biết chủ nhân đích thực của chúng là ai và cũng không có bất kỳ tư liệu lịch sử nào ghi chép về nguồn gốc của chúng. Điều đáng kinh ngạc nhất là người Sumer từ 5.000 năm trước đã đề cập đến Ba An -E và gọi đó là thành phố cổ xưa vẻ đẹp kỳ lạ vẫn phảng phất dù thời gian đã làm cung điện khổng lồ nguy nga trở thành tàn tích tỷ trọng của các phần khác nhau bên trong mỗi khối đá có thể khác nhau khá xa hơn nữa một số khối đá nặng đến mức không thể nhấc nổi do đó nhiều khi chúng ta chỉ có thể ước lượng được khối lượng của chúng tảng đá to nhất tại đây là tảng khối xây dựng lớn nhất hành tinh dài 21,36 m cao 4,33 m rộng 4,6 m và nặng khoảng từ 1.200 tấn đến 2.000 tấn. Khối đá này cùng với các khối xây khổng lồ khác ở đây đã khiến các nhà khảo cổ, các nhà khoa học và các kỹ sư vô cùng kinh ngạc. Khối lượng của nhiều khối đá này chỉ có thể được ước đoán bởi không có bất kỳ thiết bị cơ khí hiện đại nào của chúng ta có thể nhấc và di chuyển nổi chúng. Nhiều người cho rằng khối đá khổng lồ này có khối lượng lên tới 2.000 tấn. Địa hình ba an b e C, dốc, mấp mô và lởm chởm đá hoàn toàn bất lợi cho việc xây dựng. Hơn nữa, các tảng đá nặng 1.000 tấn phải được nhấc bổng lên và đặt chồng lên nhau làm nền móng không có chiếc cần trục nào trong thế giới hiện đại của chúng ta có thể nhấc nổi khối xây khổng lồ này. Có giả thuyết cho rằng các mặt phẳng nghiêng, dòng dọc và hệ thống giàn đã được sử dụng, cùng với hàng ngàn công nhân và sức thú. Đài kỷ niệm Ai Cập phía trước Hoàng cung của Saint Peter ở La Mã là một ví dụ. Kiến trúc sư Domenico Fontana đã xây dựng tảng đá 327 tấn ở thời kỳ phục hưng với sự giúp sức của 40 dòng dọc lớn, 800 công nhân, 140 con ngựa. Tuy nhiên, ông ta có một khoảng đất bằng phẳng trống trải. Những thuận lợi này không thể tìm thấy tại ba an BEC. Có thể thấy rõ ràng ba an BEC không phải được dựng nên vào thời kỳ của đế quốc La Mã. Không có nguồn thông tin nào của La Mã đề cập đến các phương pháp xây dựng hoặc các dữ liệu và tên gọi của những người chủ, các kỹ sư, các kiến trúc sư và các công nhân của công trình khổng lồ này. Tảng ghép nguyên khối của ba khối mỗi khối hơn 1.000 tấn, ghép nối với sáu tảng khác tại phía tây của công trường không có nét kiến trúc hay họa tiết điêu khắc mỹ thuật nào tương tự với những công trình trong thời đại La Mã. Những khối đá vôi có các dấu vết rõ ràng của sự xói mòn cát cho thấy đây là một công trình đã được xây dựng rất lâu trước thời kỳ đó. Ba khối đá bên dưới nền móng vĩ đại, The Grand -sơ, của ngôi đền cũng được ước tính có khối lượng từ 750 cho đến 1.000 tấn mỗi khối. Người ta còn thấy nhiều khối đá cực lớn khác xung quanh khu đền Jupiter vĩ đại tại Ba An -E Ở đây chúng ta có thể nhận thấy các kích thước to lớn khác thường của nền móng đền thờ Jupiter. Cho đến bây giờ không ai có thể hiểu được làm thế nào những tảng đá nặng hàng ngàn tấn mà ngay cả các cần trục khỏe nhất của người hiện đại chúng ta cũng không nhấc nổi này. Lại có thể được tách ra, đẽo gọt vuông vắn và vận chuyển từ khu mỏ cách đó nhiều km, rồi được xây dựng, đặt vào vị trí chính xác của chúng, tại công trường có độ cao 1.150m như thế này. Ngay cả với công nghệ hiện đại ngày nay đây cũng là một bài toán hết sức nan giải, hầu như không thể thực hiện được. Người ta không thể biết người xưa đã dùng các công cụ thiết bị và phương tiện vận chuyển gì để dựng nên bí ẩn vĩ đại này. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng trước đại hồng thủy có một nền văn minh của những người khổng lồ. Sống sót sau đại thảm họa đó họ trở thành những ông tổ đầu tiên của nền văn minh của Ai Cập và Sư Mơ. Họ được tôn thờ như những vị thần và là nguyên nhân tại sao các bích họa và phù điêu thời đó mô tả họ vô cùng kỳ lạ đối với nền văn minh chúng ta. 2. Ngôi đền Bihadeswara, tòa tháp chọc trời thách đố các nhà khoa học. Ngôi đền có tên Bihadeswara là một ngôi đền vô cùng quan trọng của người Ấn Độ. Nó được vua Raja Chola một xây dựng vào năm 1010, có độ cao lên tới 66 mét, là một trong các ngôi đền cao nhất thế giới. Tọa lạc trên một khu vực có diện tích 320.000 km vuông ở thần Gia Vũ, Ấn Độ. Nó cũng là ngôi đền bằng đá granite đầu tiên trên thế giới được hoàn thành mà bí ẩn của nó vẫn đang thách thức các nhà khoa học hiện đại. Trong đó câu đố lớn nhất mà vẫn chưa có lời giải là làm thế nào con người thời đó với trình độ khoa học của thế kỷ 11 lại có thể di chuyển những khối đá nặng tới hơn 80 tấn như khối cung bẩm ở đỉnh từ khoảng cách 60 km và đặt chúng một cách chính xác hoàn hảo lên đỉnh ngôi đền? Ước tính có tới 130.000 tấn đá granite đã được dùng để xây dựng toàn bộ đền thờ. Ngoài ra, bí ẩn về việc các thợ điêu khác làm thế nào để chạm khắc bức tượng thần bò Nandi nặng 20 tấn chỉ trên một phiến đá duy nhất cũng chưa có lời giải. 3. Ngôi đền Konasun, đền thờ mặt trời Ngôi đền thờ thần mặt trời này được xây dựng theo phong cách truyền thống của kiến trúc Kalinga vào thế kỷ 13 ở cửa sông trên Rahaga, Orissa, phía đông Ấn Độ bởi vua Narasimhadeva một của triều đại Đông gan gà khoảng năm 1250. Toàn bộ cấu trúc của nó mô phỏng một cỗ xe ngựa khổng lồ của thần mặt trời Surya với 12 cặp bánh xe bằng đá tây khổng lồ có đường kính 3m và chạm trổ rất tinh vi, công phu kéo bởi 7 cặp ngựa đá. Cổng đền hướng về phía đông. Ngoài những hình ảnh về các nam thần nữ thần, chiến binh, động vật, các loài chim hay vũ công. Đền thờ còn có những hình ảnh nhạy cảm về cặp cặp đôi nam nữ đậm chất tân trích thể hiện sự hòa hợp giữa tình dục và tôn giáo. Hiện nay, ngôi đền chỉ còn lại một phần tàn tích do bị tàn phá bởi thời gian, cấu trúc chính để bái đường ban đầu thậm chí còn cao tới 70 mét. Trong đó các nhà khoa học tin rằng ở đỉnh đền thờ còn có khối nam châm nặng 52 tấn giúp các bức tưởng có thể treo lơ lửng trong không khí nhưng đã bị sụp đổ vào thế kỷ 17. Năm 1984, nó đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới cũng như nằm trong danh sách bảy kỳ quan tại Ấn Độ của tạp chí Times. 4. Đền thờ Pasmana Haswami ngôi đền giàu có nhất Ấn Độ và lời nguyền đáng sợ, tọa lạc ở Thiruvananthapuram, Thapuram, bang Kerala, được xây dựng vào thế kỷ 16. Nó từng thuộc sở hữu của vua m vương triều cổ trà văn co trước khi phải chuyển giao quyền chủ quản cho chính quyền bang Kerala năm 1949. Đền thờ Pasmana Haswami là nơi thờ vị thần bảo hộ Vishnu của đạo Hindu. Nếu nhìn từ xa bạn cũng có thể choáng ngợp trước lối kiến trúc độc đáo của nó. Nếu có nắng chiếu vào, toàn bộ đền thờ sẽ sáng lên như một khối vàng khổng lồ. Thực tế, nó cũng chính là ngôi đền nắm giữ kỷ lục giàu có nhất thế giới vì chứa nhiều vàng, kim cương và đá quý. Chẳng thế mà nó luôn thu hút những kẻ trộm kho báu đến đây. Kiến trúc của đền thờ cũng vô cùng độc đáo với 6 đường hầm được đánh dấu từ A đến F. Muốn đi vào kho báu, kẻ trộm sẽ phải đi qua sáu cửa này với những bức tượng rắn bằng đá canh giữ mà để mở chúng thì không phải là một điều dễ dàng, thậm chí dẫn đến những tai họa cho kẻ đột nhập vì lời nguyền cổ xưa. Năm 2001, các nhà khảo cổ học đã khai quật đường hầm A và chỉ tính riêng kho báu ở nơi đây cũng đã khiến bất cứ ai cũng phải chóa ngợp. Sợi dây chuyền vàng dài đến 6 mét, nặng khoảng 2,5 kg hàng hàn trang sức đá quý, tượng thần khảm 1.000 viên kim cương, ngọc lục bảo, vương miện. Báo Asia Times ước tính giá trị trong ngôi đền có thể hơn 100 tỷ đô la Mỹ nếu khai quật hết các đường hầm. Hiện nay, những nhà chức trách phải giới nghiêm khu vực đền thờ với lực lượng cảnh sát dày đặc nhằm giữ gìn an ninh trật tự vì sự hấp dẫn của kho báu mà đền thờ này ẩn chứa. 5. Đền thờ Kailasa ngôi đền được độc khắc chỉ từ một khối đá duy nhất. Đền Kailasa tại hang động Lora ở núi Kaila, Maharashtra, Ấn Độ. Toàn bộ ngôi đền chỉ được xây dựng từ một khối đá, nguyên khối duy nhất với độ sâu 50m, rộng 33m và cao 30m. Ngôi đền cũng chính là một trong những công trình kiến trúc nguyên khối lớn nhất thế giới. Ngôi đền được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, thế kỷ 5 đến 10 sau công nguyên, bởi vua Krishna I thuộc triều đại Ratchakuta, thế kỷ thứ 6 đến 10, cho thấy trình độ văn minh phát triển vượt bậc thời bấy giờ. Trình bí ẩn xây dựng ngôi đền với những công cụ thủ công thời bấy giờ là câu đố lớn nhất đối với các nhà khoa học. Không ai biết người ta đã xây dựng nên ngôi đền theo lối kiến trúc Dravidian, kiến trúc chóp vuông với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ như thế nào.